Thiên Sơn Suối Ngà 2018 hay à? Hôm nay trời mát mẻ. Thế giới di động làm cái bao trùm nước điện thoại, nếu không là không tắm được. Đây rồi, tít tít vào đây. Lên vỉa. Ô, bó tay mở cửa chưa đấy? Đang đóng cửa à? Bên kia cũng là thế giới di động. Có sang không? Vừa vào cửa hàng điện thoại mua được hai cái túi chống nước để tí sử dụng đi tắm cho nó đỡ phải vất vả, người tắm người cầm điện thoại. Ở đây tắc quá. Từ Mỹ Đình Hà Nội đi phải tầm hơn 50 cây về hướng Ba Vì mới đến được Thiên Sơn Suối Ngà. Oh. Welcome to Thiên Sơn Suối Ngà. Đấy. Thời tiết đẹp rồi, hôm nay mưa mát, đi đến đây không nắng tí nào, bên đây bắt đầu hửng nắng nên là tí nữa tắm là tuyệt vời nè. Đói chưa? Mùi gà trong cốp xe nó bay cả ra. Ý, trên đỉnh mây mù đẹp chưa? Ừ, năm trước quay video nhưng không up, năm nay sẽ cho các anh chị em xem. Ồ, thế là Long Việt à? Thế mình, thế là mình đi đường trên này đúng không nhỉ? Tí nữa là nhầm đường. Ok, cho đoàn kia đi Long Việt. Tưởng đoàn kia đi cùng mình. Không, hôm nay chủ nhật vẫn đông khách ấy. Đấy. Cái này là cái xe lúc nãy à? Lên Long Việt với chị ấy. Hoặc là... Ôi, đi bên này còn phê hơn này, nhìn đồi núi xanh gì đẹp. Mấy năm rồi nhỉ? Đường thì nó vẫn như xưa. Bây giờ là xem cái mình đi Thiên Sơn với Ngà tận năm 2014 rồi. Đi đường này đấy, đi này chỉ
bây giờ lạnh vãi, đi qua đây lạnh. Đông khách không ai, có một mình lên suối tắm đấy. Mọi người để xem giá vé năm xưa là tầm 150 nhỉ. Đấy, mọi người năm nay để cho mày ok và một vé quả mưa. Đã mua vé xong. Đây là vé xe máy 10k. Vé năm nay vẫn như năm xưa 150 một người. Đoàn kia cũng thác cổng trời, thác tam cấp. Mình phải chơi lên thác cổng trời cho nó máu. Ở trong ấy cũng đông rồi. Mặt anh rồi. Ôi, đông này cao ghê nhỉ. Cổng trời thì cổng cao. Ờ này đi tránh xa con xe kia ra nữa đó. Chiếc máy nó tự động. Rồi, đến nơi chưa? Ui, đường dạo lên Trung Sơn Hồ tạo sóng. À, cái này đang có thể xây dựng thêm. Vẫn tiếp tục lên. Mình lên như này là phải gần đỉnh đấy nhỉ. Mình đến khu đi chơi. Mình tiếp tục lên. Đây nhìn xuống đã cao phết rồi. Rồi ra đoạn này xem có đoạn cong vang nhìn xuống này. Còn bèo ghê. Ý da, đã đi đâu không? Tiếp tục đi lên. Dốc liên tục à, sao lại có điểm xuống dốc liên tục, rõ ràng mình đang đi lên nhỉ. Rồi sang cả đoạn này xuống dốc. Xuống dốc mà lại xuống dốc thì thà làm bằng luôn đi.
À, tức là hai đường nãy đi đường bên kia thì cũng lên đây cũng gộp đúng không? Đây lại lên dốc liên tục rồi. Khu Trung Sơn 300m nữa. Ngày xưa mà làm cái con đường này cũng ác liệt đấy nhỉ. Đánh xuyên rừng núi. Ôi giời ơi, ô tô đấy này. Quá đông luôn chứ nhỉ. Ai chà chà. Đến đoạn này chắc là đến đoạn này rồi. Trượt máng luôn đây này. Mình có gì đây? À đây, xin giới thiệu với các bạn. Đây là cái túi chống nước để tí nữa mình đi tắm mà. Điện thoại lặng nhờ. Ừ. Mà đúc cái điện thoại vào đây để cho nó đỡ bị ướt này. Nếu không thì người tắm người cầm điện thoại chết mệt. Mình có gì đây? Nước ngọt, tương ớt. Cái nem đâu nhỉ? Nem chua đây. Đâu? Bắt đầu ăn chưa? Tôi xin cái nem trước. Nem phùng đấy. Trên đường đi là qua cái thị trấn Phùng Đan Phượng là mình mua nem chua Phùng đặc sản. Và ở cái video, mình có một cái video nói về cái nem chua này. Mà đi dã ngoại mà làm cái nem to này cộng với cả tương ớt chim su. Mình rất là thích. Ui thơm thế. Hai người đảm con gà. Nước gà chảy ra. Gà mạnh hoạch hấp. Rồi để cái này ra ngoài. Thơm thế. Xin mời mọi người nha. Ui giời. Xin mời. Đây của mẹ đấy nha. Gà này thơm quá. Thơm không? Đến đây vẫn còn nóng hổi mà. Gà mạnh hoạch thơm. Ngon đấy, nhà này làm ngon. Nào, cầm hai cái cọc gà này cọc nhau phát. À, mời các bác. Xin mời. Chấm vào đây. Đi ăn ra ngoại trứng hơn ăn ở nhà thật. Ngon đấy. Chấm vào đây. Cắt ra đồ đi ăn. Đi ăn dã ngoại mà mang một con gà mạnh hoạch này ăn vừa ngọt vừa thích nhỉ. Mà người ta hấp sẵn cho mình. Ôi. Ăn sướng. Hay, hợp lý nhỉ. Các ớt bát chanh à? Được. Hai người một con này thì ăn về nó căng. Mang thêm nem chua ăn với cả xúc xích. Xúc xích đâu? Bên này à? Đây. Xúc xích thì mình chưa ăn đến thì mình có vứt được cốc xe. Nếu mà chiều tắm lạnh kiểu gì cũng đói. Về ăn nốt là đẹp. Nem chua cắt đôi, tôi thấy chấm vào tương ớt này. Nào cọc đấy. Rồi, cọc cái. Mời các bạn ăn nem chua nha. Ngon. Nem chua cứ để to này. Chấm tương ớt ăn sướng hẳn nhờ. Chua cay. Mà ăn cái giống này một lúc là cay tê hết cả mồm lên mà. Càng ăn thì càng ngon mà dừng lại thì lại cay. Chấm lương giống như cũng ớt thì càng ngon. Trong này có tỏi không?
thơm đấy. Nem chua nó thơm thật. Thơm ngon. Ăn xong á, còn bao nhiêu thì bỏ cốp xe, không bao giờ đi tắm. Trên sân xuống nhà này tắm thác là sướng nhất, sướng hơn tắm bể. Độ nó mát lạnh. Sau một hồi đánh chén no nê à, gói đồ lại để chuẩn bị lên thác. Rác thì mình cho vào cái túi bóng này, cho vào thùng cho nó sạch sẽ. Bây giờ bắt đầu nhét điện thoại vào đây. Nhưng còn có cả cái chìa khóa xe nữa. Bắt đầu lên khu tắm suối. Thích nhất là quán tắm suối ở đây. Mát nhà chỗ này đúng không ạ? Ẩm ướt. Lên trên này đó. Thác này cao nhớ. Thì thác trơn như hiểm này. Đấy, dép cũng có trơn đấy. Đi cẩn thận nhá. Mình treo. Đây, treo lên bậc này, đi đằng này trước đi. Nhưng mà đây là đỉnh chưa nhở? À, hình như đỉnh rồi. Ở trên kia có cái hồ sâu kìa. Đi theo đường này đi. Bám vào ấy nhá. Lên đây chơi cho đông nè. Bám vào nhá. Wow. Trên này là đỉnh rồi. Hả? Đi đôi này sợ nó ngấm nước. Bám vào. Trên này là cái chỗ tắm mát nhất. Bám vào nhá. Con đi lên trước đi. Lên. Đi. Thác ở trên này sướng nhất, đi bên này đi. Tắm từ trên rồi tắm xuống, sướng. Cấm lội tắm leo trèo. Đi đường kia đặng được. Đường này sợ ngã lắm. Để dép vào đây thôi. Chỗ này vừa là lộ thích nhất này. Wow. Đi ra đây. Ra bỏ dép đây thôi. Xuống lội không? Chỗ này là hơi trơn đấy nhá. Bám vào. Ui, mát lạnh. Lạnh buốt. Đưa tay đây. Điện thoại nhá. Đừng cho nó chìm hẳn. Đá trơn, đá đoạn này trơn.
sang bên kia không? Không, dạ, thế đứng bên này có chỗ nào mà? Ờ, quay về đằng ấy đi. Đấy, đừng bám vào đá đấy nhá. Để sang bên thác này nào. Mặt lạnh. Hả? Có chứ, từ từ tắt điện thoại ra nha. Đến cái chỗ khác đây rồi nhưng mà chỗ này hơi căng. À. Wow. Mất điện thoại luôn. Trên này sướng lắm. Mát cực. Vàng ươm, con này luyện nhanh thật. Không thấy tung tích đâu nữa. Mọi ngày vẫn lội ở đây mà giờ lại thấy dê. Ủa được, để sang bên ý. Con rắn này nhanh thật đấy. Đâu cua đâu? Kìa. Một chú cua. Con rắn vàng ươm nhỉ? Ngóc hẳn đầu lên 10 phân so với mặt nước mà. Dê, nó được chết không? Dê, chả biết là rắn gì nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy con ở dưới nước mà vàng ươm thế. Như lươn. Ngóc đầu lên không phải dưới nước hả? Ờ, lươn nó không ngóc đâu. À, rất đẹp. Thôi xuống lội đấy, ra xuống dưới kia. Cho bác nào. Thôi, chưa, không không. Con này nó xuống cái khe đá ở chỗ kia kìa. Đấy, nằm đấy rồi. Từ nãy đến giờ không thấy lên. Sau khi tắm ở trên rồi, tiếp tục chúng ta xuống dưới tắm cùng các bác cho nó vui. Yeah, tắm ở dưới kia cũng thích. Đi từ từ thôi nha. Wow. Đường ai? Đấy, xong rồi. Tắm ở đây. Mặt lạnh. Đây, lại chỗ khác rồi. Nằm đây mà. Cao như là một cành. Tôi được không? Tôi được không rồi. Mát đi. Mát ông đi, chui hẳn vào trong đi, chui hẳn vào trong không nào. Cứ chui hẳn vào trong đi, cho nó sướng. Thạc đẹp quá. Vào đi, vào thử bên trong chưa.
mát chứ rét gì. Nước suối lúc nào nó cũng lạnh. Tắm này sướng này. Rôm sảy. Đây này. Vào hẳn trong như này, phê này. Sướng quá. À, tiếp tục xuống 2.500. Ai chà. Chỗ này không rêu không trơn như ở trên kia. Thơm cửa ngài thích nhất là tắm xa. Hello Mr. Tây. Anh Tây này bơi ra giữa hồ này. Tiếp tục một hành trình xuống cái độ sâu 2 mét. Hay. Đây lội ra đằng này cũng được này, hay. Mặt lạnh. Lội đằng này không? Mát lắm, dưới này mát. Đây chỉ là lội đi ra thác thôi. Có mỗi một con nhìn kìa. Gì? Đấy, lên đây không lại lên bậc. Đây lại có đường xuống này. Ở đây có trơn không? À không trơn đâu.
đây cái chỗ này bê tông nhỉ. Vào. Hả? Cứ đi bình thường. Trơn à? Trơn thì bước từ từ thôi. Từ từ. Đang trơn không lên được đây. Từ từ, từ từ. Đằng này hơi trơn. Đi vào bên trong được trơn hơn. Bước nào trơn thì từ từ nha. Quá đẹp luôn. Mát nha. Rét luôn. Mát quá chứ. Trời nắng rồi này. Này, mưa rồi. Mưa tầng vắt. Ông dùng dầu nhé để tôi dầu lên. Ông để xa xa, đừng dầu để xa xa thế.